Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh chia xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Aima, một mẫu xe đã chạy full bộ chuyển động Shimano Soza, khung nhôm bánh 700C, thức sơn nguyên bản. Máy về tông màu đen đỏ, rất là thể thao. Thức sơn đều rất là đẹp. Như các bác thấy trên hình, do là xe đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là sẽ xuất hiện những cái vết xước nhỏ, không thể tránh khỏi. Còn để nhìn tổng thể của chiếc xe thì chiếc xe còn chế độ mới và đẹp, nó rất là tốt. Những nước sơn đen nó khá là bóng. Được chạy full một group. Một group của Shimano Soza, đùi đĩa. Đặt đĩa Shimano. Rồi hai cục phanh Soza, hai cục phanh 3 mảnh. Bánh 700C đi vòng bạc đạn. Đối đổ. Phần này video thì chiếc xe đã được trang bị bộ tay lắp của Shimano Soza với 9 Smith tương đương với cả 9 tầng nip. Đấy này là 2 tầng đĩa. Cho xe có 18 cấp độ khác nhau. Và chiếc xe đang báo với em mức giá chỉ có là 9 triệu. Rất là hợp lý với một con xe full đồ Shimano Soza, rất là cao cao cấp. Sẽ vào đo size và chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Sai xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt 52 cm. Một chiếc xe của các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 đây là phù hợp. Độ xung ra với 9 lít và 2 đĩa. Một chiếc xe có 18 tốc độ khác nhau. Đưa đi vòng chế đổi lái xe. Với giới thiệu nhanh qua cho các bác chiếc xe đạp đua Aima bộ chuyển động Shimano Soza không nhôm, giá bán đang bán là 9 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 993. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.